Lại một tình huống lấy bóng thành công nữa, Tuấn Anh. Ngày hôm nay Tuấn Anh chạy không biết mệt mỏi. Hoàng Đức dứt điểm vào. 3-0 dành cho đội tuyển Việt Nam và đó là màn trình diễn mang tên Hoàng Đức. Sự bùng nổ từ các khán đài, có lẽ là cả sự bùng nổ từ trước những màn hình TV nữa, khi mà các cầu thủ của chúng ta đang thăng hoa thực sự trên sân Hasan. Chúng ta cùng thưởng thức lại tình huống rất chủ động của Tuấn Anh và những pha xử lý mềm mại kỹ thuật mà đối phương thì không biết đâu mà lần. Và anh Cường lại một lần nữa chứng kiến thủ thành Khairul Fahmy đứng hình tiếp, không có bất kỳ một phản ứng nào.